Dạ Thắng chào cô chú bà con nha. Ngày hôm nay thì con đang có ở vườn, đây là vườn ổi không hạt. Thì đây là một số cái bầu đã được chiết rồi. Hôm nay là tới kỹ thuật chiết cành nha bà con. Thì cô chú ta thấy ở đây thì có những cái cành nè, chiết hẳn hai bầu luôn. Như vậy sau khi chúng ta cắt thì sẽ được hai cái cây, cây dưới và cây trên. Thậm chí có cái dài có thể là chúng ta chiết được 3 đoạn luôn. Như đây bà con chúng ta thấy rồi. Như đây là được một cây nè. Lên đây thành hai cây nữa là 3 cây. Kể như mà sau khi chiết cái cây này xuống cắt hết hoàn toàn thì nó còn cái gốc nó ngắn tới như thế này nè cô chú. Tại vì cái cây này chủ yếu là bên con làm giống thôi, không có để trái hết. Thì ở đây thì có chú ở khu vực ha. Chú ở sớm chú chiết chuyên nghiệp nha. Đây, chú đang chiết nè. Đó, quay cho cô chú chúng ta. Thí dụ mà ở nhà có ít, mình có muốn chiết hay gì đó mình cũng có thể làm. Như chú Pha cho anh hỏi á, cái cây này trước khi mình chiết thì mình quấn cái dây đỏ này là gọi là gì chú Pha? Quấn cốt. Quấn cốt ha. Quấn cốt. Mình quấn cốt vậy chi chú? Quấn cốt để cho nó đừng có liền da. Liền da hả? Rồi đựng liền da nó nụ ở đó rồi nó mới ra rễ được. À. Quấn cốt như vậy thì sau bao lâu thì mình chiết được chú? À, cũng tùy theo, nếu mà có công thì vừa quấn cốt vừa bó liền. Bó liền cũng được, còn ví dụ không có công thì mình để quấn cốt xong vừa rồi quay lại bó. Ừ. Như ở kỹ thuật bó bầu này á, mà mình bó như thế nào để cho cái bầu nó ra rễ chất lượng chú? Cũng tùy theo à, chứ mình cũng tùy theo cái sở thích của người làm thôi, chứ mình cũng không biết được. Theo ở đây kinh nghiệm thì làm thì ví dụ như đây nè, quay đây nè, từ này nè mình bóp lên, mình ốp cái bầu lên cho nó kể như là 2:1 á, 2:1 ha. À, vậy nè cho nó lên cao lên xí là nó dễ ngon lắm. Dạ. Mà cái dây quấn trường hợp ví dụ như mấy tháng mưa này nè chú, mà mình để nước vô á thì nó có phát triển cái bầu rễ được không chú? Nó cũng ra rễ bình thường à, nhưng mà nó chậm hơn ta. Chậm hơn ha. Chậm hơn. À, chú chiết nè. Đây là hỗn hợp này là chỉ có sơ dừa ha nghe cô chú. Sơ dừa không à? Sơ dừa này thì mình lấy nó sơ dừa cũ hay mới chú ba? Sơ dừa càng mới càng ngon. Càng mới là càng ngon. À. Ủa sao kỳ vậy ta? À, tại sơ dừa mới nó còn nhựa, nó còn mủ á. À. Nó bó vô nó ấm, nó mau ra rễ. À ấm mau ra rễ hơn. À, chú có một mình nè, làm một bầu thì cũng nhanh hết cô chú. Chứ tại vì chú là làm chuyên nghiệp rồi, hầu như là vườn ba mẹ anh chị đều một tay chú Pha đó, nhân giống nghe hết. Mà phía sau nón chú có cái gì lạ quá, có chữ Sài Gòn nè. Bây giờ đi làm chắc buồn hút thuốc rồi chú Pha. Ngày mấy gói? Ngàn gói hả? Là 20 đéo nha. Giải trí một xíu. À, chú Pha đi chiếc như thế này có đem theo cái ghế nhỏ nữa để chắc cái nào cao quá đứng lên. Nhưng mà vườn làm giống thì không có để cao quá đâu cô chú. Như một ngày vậy đó, chú Pha chú làm ví dụ như mình làm được khoảng mấy trăm nhánh. Nếu mà quấn cốt không á thì chắc được ngàn nhánh, ngàn tới ngàn hai. Ngàn tới ngàn hai hả? À. Cũng nhiều ha. Còn ví dụ vừa quấn cốt mà vừa chiết như thế này luôn thì được khoảng nhiêu? 500 nhánh. 500 hả? 500 đến 600 tùy theo bữa mưa gió rồi nữa. Rồi chú làm về một bầu vậy là tính tiền sao chú? Một bầu 1.200. 1.200. Hoàn thành luôn á, bó xong như vậy nè, bó xong như vậy là 1.200. Vốn liếng bỏ ra cũng còn cũng sống khỏe ha. Cũng được, cũng kiếm gì? Kiếm sữa được. Kiếm sữa được hả? Kiếm sữa cho con được. Sữa thuốc rồi ha, xanh sữa rồi. Đó, quay chia sẻ cô chú một bầu như thế này là 1.200. Còn ví dụ như ghép chui thì giá sao chú? Ghép chui thì cái đó mình không biết, mình ít làm. Ít làm ha. Mình không biết. Chú là chiên là quấn cây cho ở nhà. Nói chung là về kỹ thuật này cơ bản thì hỏi chú Pha để chia sẻ với bà con chúng ta một số như thế để mình biết.
về kỹ thuật khi mình làm ra được một cái bầu cây. Còn khi mà cái bầu nó đã đủ rễ rồi thì khoảng bao nhiêu ngày mình sẽ cắt được chú ba? Nếu nằm giá khoảng 2 tháng ta lên mới cắt được. 2 tháng. Mình bóp bầu vô như vậy nè, xong rồi là 1 tháng nó lú rễ, 1 tháng tháng mà tháng rưỡi nó lú rễ. Rồi đợi tới rễ nó cắt được là khoảng 2 tháng. 2 tháng. Có cái cũng tháng rưỡi cắt cũng được, tùy theo. Chú thấy trong các cây như là ổi với nhãn hoặc là tắc thì cái cây nào mà nó dễ chiết hơn chú? Nói gì cây nào nó cũng có điểm riêng thôi chứ đâu có nói gì được, đâu có dễ chứ không dễ. À, nhưng mà cây nào thường nó sẽ ra rễ nhanh hơn? Cây ra rễ nhanh hơn cây tắc hoặc cây chanh. À, nó thời gian nó cắt ngắn hơn. Dạ. Rồi thì hỏi chú Pha một số kỹ thuật cũng như là về nhân giống cây. Thì quay cô chú chia sẻ ngắn thôi. Dạ, con cảm ơn cô chú nha. Cô chú có nhu cầu mua về cắt giống cây trồng chất lượng ở Chợ Lách Bến Tre, liên hệ những số điện thoại trên màn hình. Con là Thắng, cảm ơn cô chú rất nhiều. Chúc cô chú dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và phát tài.